Côn Luân Ba Chủ tập 278 Ninh Nguyên Cơ không hồ là nhân vật trí tôn của đạo môn Tuy lời nói khá thô tục nhưng vẫn rất có đạo lý Lúc này sở hưu lại đột nhiên hỏi Ninh tiền bối, vạn bối có một số nghỉ hoặc Chẳng hay tiền bối có thể giải đáp được không Ninh Nguyên Cơ nhìn sở hưu một hồi rồi nói Quả nhiên người không phải độc cô duy ngã Tính cách của người không hề giống hắn chút nào Sở hưu vừa định hỏi gì đó không giống trống của trường Ninh Huyền Cơ đã hỏi, có rượu không, có thịt chó không? Sở hưu sừng sốt, làm sao y để mang mấy thứ này vào Trung Châu được? Đến cảnh giới võ tiền thì chỉ cần hấp thu tiền địa quyền khí thì là không lo chết đói, có thể tích cốc hoàn toàn. Tuy sở hưu còn chưa thành võ tiên, nhưng với lực lượng nội tình của y cũng có thể làm như vậy. Lúc này, Lục Giang Hà lại tới gần và lấy ra vài hũ rượu, gà quay vịt quay, lừa hết lên trên. Sở hữu vẻ mặt kỳ quái nhìn Lục Giang Hà. Cái tên này mang mấy thứ này vào trong người làm gì? Để đến trùng chầu ăn cơm xã ngoại chắc. Ninh Quyền Cơ sắn tay áo bừng vỏ rượu lên uống một ngụm. Vừa nhai đùi gà vừa cảm thán. Hơn 100 năm rồi không uống rượu ăn thịt. Sắp quên xứ nó vị rồi. Năm người đại la thiền kia đúng là nhàm chán. Đầu óc chỉ có tù luyện với tù luyện thôi. Sở hữu ở bên nói nhỏ nhỏ. Vậy mới là bình thường. Đầu toàn thức ăn mới là không bình thường đấy. Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi, coi như tiền thưởng nào. Sở hưu trầm giọng nói. Độc trước, ngài và độc cô duy ngã cùng tới Đại La Thiên. Vì sao bây giờ ngài lại ở đây? Ninh Huyền Cơ điểm nhiên đáp. Rất đơn giản thôi, vì đột phá, cũng vì trả lại nhân quả thôi. Trước đây ta và độc cô duy ngã cùng đánh vỡ vách ngăn của thế giới này, đi tới Đại La Thiên. Từ giờ tới này có lẽ chỉ có hai người ta và độc cô duy ngã dùng phương thức này đánh vỡ thế giới. Trận chiến lúc trước, tuy ta và đầu cổ duy ngã đánh rất kịch liệt, nhưng còn chưa vượt qua trạng thái đỉnh cao của mình. Nhưng khi đột phá vách ngăn thế giới, chúng ta lại sinh ra đốn ngộ bất đồng. Ninh Huyền Cơ giơ ngón tay, lực lượng quy tắc biến thành sợi tơ. Thế giới này vốn do từng luồng lực lượng quy tắc tạo thành. Vô số quy tắc trồng thì hỗn loạn, nhưng lại có trật tự, có quy luật. Nếu ta có thể hiểu hết toàn bộ quy tắc này, hơn đã sắp xếp chúng một cách trật tự liệu có phải ta cũng có thể sáng tạo ra một thế giới không? Sinh tử tuần hoàn, tạo hóa hủy diệt, mọi thứ trên thế gian đều có luân hồi. Có phải bên trên đỉnh cao là sáng thế tạo vật không? Nếu người bên ngoài nói ra những lời này, chắc chắn sẽ bị coi là một kẻ điên. Nhưng người nói câu này lại là Ninh Huyền Cơ. Có ai nghĩ Ninh Huyền Cơ là kẻ điên không? Tuy Sở hưu nghe vậy cũng cực kỳ kinh hãi. Nhưng y chưa đạt tới cảnh giới của Ninh Huyền Cơ, đương nhiên không cách nào lý giải cảm thụ của ninh huyền cơ đại la thần cung là nơi liên kết giữa hai thế giới là nơi lực lượng quy tắc thể hiện trực quan nhất cho nên mấy năm gần đây ta vẫn luôn ở lại chỗ này quan sát lực lượng quy tắc đồng thời ta và các cường giả đỉnh cao ở đại la thiên cũng có ước định ta sẽ giúp bọn họ trấn thủ đám yêu quỷ này nhưng tương tự đừng ai tới quấy rầy ta nơi này là tàn độc chiếm đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân một nguyên nhân khác là hiện tại trong khu vực Trung Châu bộc phát yêu quỷ mãnh liệt cũng có liên quan tới ta và độc cô Duy Ngã đấy. Nếu như không phải lúc trước ta và độc cô Duy Ngã phá vỡ không gian, khiến cho hai thế giới liền thầm, quy tắc của hai thế giới hỗn loạn, yêu quỷ trong Trung Châu đã không bộc phát mãnh liệt như vậy. Cho nên hiện giờ, độc cô Duy Ngã bị trấn áp, nhân quả này chỉ có thể để tạo ra ta trả thôi. Nói đến đây, Ninh Quyền Cơ đột nhiên hừ một tiếng, cái gã độc cô Duy Ngã kia đúng đã quá ngay thẳng đầu óc đều bị cực khí đấp kín. Không, hắn vốn chẳng biết động não là cái gì. Sau khi đánh xuyên qua vách ngàn thế giới, ta lĩnh ngộ biện pháp khống chế quy tắc sáng tạo thế giới. Còn độc cô duy ngã là lĩnh ngộ phương pháp dùng lực lượng tuyệt đối phá tàn quy tắc trói buộc của thế giới này, đạt tới cảnh giới siêu thoát. Cho nên vừa tới độc cô duy ngã, tên đó luôn có vẻ không phục, không cam tâm. Sau khi đánh một trận, ta và hắn tách ra. Hắn quay sang đối đầu với đám người ở Đại La Thiên giết còn sảng khoái hơn dưới hạ giới kết quả thì sao bị người ta đẻ xuống trấn áp mất tên kia tưởng đám người đại la thiên này là bùn đất chắc người ta tới từ hạ giới tới đại la thiên đã là có nội tình mấy vạn năm rồi đấy nói đoạn ninh quyền cơ nhìn sở hữu một cái cho nên ta mới nói Người không phải đầu cô duy ngã điều này thì ngươi phải đầu cô duy ngã không giống nhau đầu cô duy ngã làm việc không dùng bất cứ âm mưu quỷ cái gì không phải không biết dùng mà là không muốn dùng, khinh thường không có dùng. Còn tiêu tử nhà ngươi, Tâm tư vượt quá bình thường rồi. Đương nhiên đây cũng không phải chuyện xấu gì. 500 năm trước, độc cô duy ngã mà có nhiều tâm tư như ngươi, chắc hẳn đã chẳng bị trấn áp rồi. Đương nhiên nói theo cách khác, nếu độc cô duy ngã có nhiều tâm tư như ngươi, hắn đã chẳng phải độc cô duy ngã nữa. Nghe Ninh Huyền Cơ nói xong, ánh mắt của sở hưu lại lộ vẻ suy tư. Lục trường suy nghĩ của độc cô duy ngã là dùng lực lượng cực mạnh phá tàn quy tắc trói buộc của thế giới, đạt tới cảnh giới siêu thoát. Vậy hắn đổi mục tiêu thành tìm kiếm trường sinh thiên từ lúc nào? Sừng xuất một lát, sở hữu thu hồi những suy nghĩ lung tung trong đầu, chỉ vào ngụy thư nhai và nói, tiền bối, vì sao ngụy lão lại ở đây? Ninh Nguyễn Cơ hơi lúng túng. Người nói tiểu tử này à, trong lúc hồi phục quy tắc vạn vẹo ở đây, ta lỡ tay một chút, người yên tâm, có ta trấn giữ ở đây, cho dù hắn không chiếm được cơ duyên gì, thì cũng không chết được. Người cũng thấy hình dáng đám yêu quỷ đó rồi đấy. Tiên hóa càng ngày càng đợi hại. Không ai quản, e rằng nó sẽ thành sinh linh thật sự. Cho nên đạo gia ta, đang phải làm một ván lớn, trực tiếp tới nơi ở của bọn chúng, bản phá hủy bản nguyên của chúng, tạo thành một vách ngăn không gian trong Trung Châu này. Có lẽ lực lượng của ta hơi lớn, cho nên thuận tay kéo cả tiểu tư này, từ bên ngoài vào trong. Với tuổi tác của Ninh Huyền Cơ, có gọi ngụy thư nhai là tiểu tử cũng không sai dù sao tuổi thật sự của hắn cũng đã phải hơn 600 tuổi rồi con sở hữu nghe tin ngụy thư nhai vẫn bình an cũng không cần lo lắng nữa bây giờ tuy ngụy thư nhai bị nhốt ở đây là chuyện tình cơ nhưng cũng là một cơ duyên lớn cương giả cấp bậc như ninh huyền cơ chính miệng nói ra sẽ không nói sai lầm hắn cũng không cần phải lừa đám người sở hưu đầm chi nhìn sở hưu và lục giang hà ninh huyền cơ lại hỏi các người đã xuất hiện ở đây Vậy có phải Đại La Thần Cung lại mở cửa ra không? Sở hưu kẽ gật đầu. Ninh Huyền Cơ cười kinh thường. Năm người kia rõ ràng là nhiều vưu kế. Xem ra vẫn không tin ta. Cho rằng ta không thể khống chế những thứ này. Còn phải thêm người tới chịu chết. Sở hưu nhìn đám yêu quỷ bị cơn bão quy tắc phản bản quy nguyên. Không khỏi lấy làm lạ. Đại La Thần Cung có nhiều cường giả như vậy. Còn con ninh tiền với ngài không thể tiêu diệt triệt để đám yêu quỷ này sao? Ninh Huyền Cơ lắc đầu nói, diệt thì diệt được nhưng không cần thiết vì trong thế giới vạn vẹo quy tắc này yêu quỷ chính là bất tử trông thì như người giết chết bọn chúng lấy được hồn tinh nhưng thực ra hồn tinh chỉ là lực lượng mà bọn chúng nhận được trong thế giới vạn vẹo này trần đình vĩnh viễn bất diệt giết chúng cũng phổ dụng trừ phi đại la thần cung bị hủy khiến cho hai giới trở về bình thường bằng không thì yêu quỷ vĩnh viễn không thể diệt được còn đám người ở đại la thiên không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ sẽ không đối mặt với yêu quỷ đâu vì sao vì bọn họ nợ nhân quả đám yêu quỷ này Ninh nguyên cơ ngẩng đầu lên nhìn yêu quỷ cười lạnh nói yêu quỷ đời đầu cũng là đời mạnh nhất bọn chúng ra đời như thế nào chính là khi đi xuyên qua hai thế giới những người hy sinh trong cơn bão không gian giữa hai thế giới là tổ tiên của đám người đó từ bỏ bọn họ thậm chí có một số người còn là tổ tiên trong sư môn bọn họ nếu là ta đối mặt với đám yêu quỷ này bọn chúng có tấn công tầm cảnh của ta cũng không được nhưng đổi lại là người khác thì sao? Cho dù là đám cường giả võ tiên cửu trọng thiên, có ai trong bọn họ dám nói trong lòng mình không có chút sơ hở nào? Huống chi, sự tồn tại của Trung Châu cũng có lợi cho bọn họ. Đây là thần cung mấy chục năm mở cửa một lần, nhưng lại thường xuyên tạo ra vài vị võ tiên. Đổi lại là nơi khác, ai dám cảm đoàn trăm phần trăm đi được một bước này? Sở hữu khẽ gật đầu, chuyện này cũng đúng. Cho dù là tân môn như phạm giáo hay tiên đa bảo Tử, có thể tìm được mười mấy cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng có mấy nửa bước võ tiền chứ? Cũng chỉ nửa bước chỉ là nửa bước, đời này có bước nốt nửa bước cuối hay không cũng là một ẩn số. Nhưng mấy con yêu quỷ này đúng là thú vị. Những năm gần đây, đạo gia ta cũng bắt mấy con nghiên cứu thử. Bọn chúng không phải là người không phải là quỷ. Cũng lúc đầu chỉ dựa vào lực lượng quy tắc trong trung châu để sống sót. Chỉ có bản năng chứ không có thể lực gì. Nhưng sau này, không ngờ bọn chúng lại dùng lực lượng quy tắc tạo thành tọa uồng tử thanh này không ngờ dần dần có thực thể có linh trí biết suy nghĩ như vậy đã không khác gì sinh linh bình thường nữa rồi chỉ có điều bọn chúng không cách nào nhớ được ký ức khi còn sống nhưng bản thể của chúng lại là chân đình của những võ giả chưa tiêu tan cho nên rốt cuộc nên coi bọn chúng là phục sinh hay là một tồn tại hoàn toàn mới đây thú vị thú vị lắm nghe ninh huyền cơ nói như vậy trong đầu của sở hưu lại như là ngũ đội oanh đỉnh đột nhiên nghĩ ra điều gì y là địa hồn của độc cô duy ngã biến thành cũng từng là một bộ phận của độc cô duy ngã nhưng bây giờ lại có linh trí riêng trở thành sở hưu tình huống như vậy giống hệt như yêu quỷ đều là thứ giống hoàn chỉnh nhưng trải qua không biết bao nhiêu thời gian lại có linh trí riêng của mình cho nên chứng cứ cho sự tồn tại của một con người rốt cuộc đã căn nguyên của bản thân hắn hay là ký ức của hắn đây chuyện này không có đáp án chính xác nhưng hiển nhiên sở hữu tin mình là sở hữu đáp án này là chính xác nhất lục giang hà đứng sau sở hữu chọc nhẹ vào hai cái y ra hiệu y đừng nói linh tình nữa mau đi thôi ở cạnh lão đạo sĩ Ninh huyền cơ này có thế nào bọn họ cũng cảm thấy mất tự nhiên đương nhiên hắn không chịu thừa nhận là mình sợ sợ lão đạo sĩ này bằng chết thế lục giang hà làm như vậy đinh huyền cơ lạnh nhạt nói yên tâm đi đạo gia ta không ăn thịt người dù sao cũng coi là bạn cũ để tài tiễn các người một đoạn đường xa nhé. Hiện tại đầu cô Duy Ngã đã bị trấn áp, cho dù ta có bắt các người lại cũng không đem lại bảo phối đến chuộc. Nói đoạn Ninh Huyền Cơ trực tiếp vung tay, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa đen thui. Đi qua cái chỗ này, các người có thể thấy Đại La Thần Cung. Sở hữu thì lễ với Ninh Huyền Cơ rồi nói, xin đa tạ tiền bối. Lục Giang Hà cũng vội vàng chắp tay một cái, nhanh chóng kéo sở hưu vào trong cánh cửa. Nhưng sau khi sở hưu và lục sang hà trời đi ninh huyền cơ lại nhíu mày độc cô Duy ngã rốt cuộc người đang làm cái quái gì vậy hắn có thể xác định đúng là sở hữu không phải độc cô Duy ngã khí tức và thần hồn đều không phải chuyện này hắn có thể khẳng định chắc nịch nếu nói tới chuyện hiểu độc cô Duy ngã đưa mắt nhìn khắp cả hạ giới và đại la thiên ngoài bản thân độc cô duy ngã thì đối thủ ninh huyền cơ là người hiểu hắn rõ nhất nếu có ngày nào đó độc cô duy ngã thoát khỏi lăng tiêu tông sau đó lại đại não đại la thiên linh quyền cơ cũng không lấy làm lạ điều hắn thấy lạ là không ngờ độc cô duy ngã lại tạo ra một kẻ giống hệt phần thân của mình nhưng lại không có khí thức của độc cô duy ngã rốt cuộc hắn đang làm gì đây tôi được rồi dù sao cũng đi trên con đường khác nhau rồi liền quan quái gì tới đạo gia ta giải quyết mấy thứ này trước đã Linh quyền cơ ngửa đầu uống một cụm rượu lớn vùng tay lên cơn bão trong uổng từ thành lại mạnh thêm ba phần bắt đầu quấy động điên cuồng hơn. Con sở hưu và lục sang hà đi qua cánh cửa, lại xuất hiện trong một vùng đất hoàng vắng đầy cát vàng. Nhưng khu vực này không có quy tắc vạn vẹo như Trung Châu. Lực lượng quy tắc của nơi này sống hệt ở bên ngoài. Trong khu vực hoang vắng này, chính giữa là một cung điện lưu ly. Toàn bộ cung điện lớn ngàn trượng, cực kỳ quy nga, nhưng không thấy cửa vào hay cửa sổ. Phía ngoài như một chỉnh thể, tất cả đều đã lưu ly màu vàng sáng bóng và chói mắt. Nhưng nhìn kỹ lại, cái gọi là ánh sáng đều lì đó thực ra là từng phù văn trận đạo nhấp nháy sáng. Đây là Đại La Thần Cung, là Đại La Thần Cung tập hợp toàn bộ lực lượng của hạ giới xây dựng nên. Lúc này Lục Giang Hà lại không quan sát Đại La Thần Cung. Hắn chỉ thở dài một tiếng rồi nói, chốt cuộc cũng cách xa lão đạo sĩ kiêm một chút, dọa chết bản tỏa mất rồi. Em mà ngờ được, đã 500 năm rồi, mà lão đạo, đạo sĩ này vẫn chưa chết. Sở hưu kinh ngạc nói, vừa rồi ninh nguyên cơ đâu có làm gì ngươi sao ngươi lại sợ hắn tới như vậy chứ lục giang hà hừ lạnh nói không làm gì ta sao thiếu chút nữa đã trời chết ông đây thì có lão đạo, đạo sĩ này cũng đúng là bị điên người không thể đoán được hắn định làm cái gì đâu chủ yếu là thực lực của hắn quá mạnh phải nói là hoành hành ngang ngược muốn gì làm đấy không kiêng để gì cả thậm chí ta dám nói nếu đổi chỗ giáo chủ và đạo đạo sĩ này hắn còn thu hút thù hận hơn cả giáo chủ nghiệp. Sở hưu chỉ về phía sau rồi bảo Nói đang cẩn thận đấy Vì kia là cường giả vượt qua cả võ tiên cửu trọng thiên Người còn chưa chạm thấy bóng sáng của võ tiên Người ta thì chuẩn bị sáng tạo Trong một thế giới rồi kia kìa Ai mà biết Ninh Huyền Cơ tiền bối Có nghe được những lời người vừa nói hay không Nghe sở hưu nói như vậy Lục Giang Hà lập tức rụt đầu rụt cổ Không dám nhiều lời tiếp Hiện giờ chỉ có cửa sau Mà Ninh Huyền Cơ mở cho sở hưu và Lục Giang Hà Cho đến trước khi tới Đại La Thần Cung có lẽ những người khác cũng đang lòng vòng trong quần tử thanh. Nhưng tới sớm cũng vô dụng. Đại la thần cung, trận pháp được điều khiển. Không ngờ tới giờ là không mở cửa. Cho nên sở hưu và lục giang hà nhắm mắt dưỡng thần trước đại la thần cung. Đồng thời y cũng đang tiêu hóa những tin tức nhận được ở chỗ ninh huyền cơ. Sở hưu đã biết chi tiết về trận chiến 500 năm trước. Người đời sau cũng phức tạp. Nhưng thực ra thì nhân quả lại cực kỳ đơn giản thôi chỉ là hai kẻ đứng trên đỉnh cao muốn đánh một trận, xem xem có đánh đến trên cả đỉnh cao không thôi mà. Nhưng sau khi tới Đại La Thiên, hai người tách ra, thời gian giữa lúc đó có vẻ có phân biệt. Thiên hồn nói với mình là đầu cô duy ngã định đó mình trong hoàng tuyển thiên, sau đó cướp đoạt ba luồng bản nguyên ma đạo, mở ra trường sinh thiên, đạt tới sự siêu thoát. Còn bây giờ Đinh Huyền Cơ Đại nói, rõ ràng là lúc trước, đầu cô duy ngã định dựng dùng lực lượng chứng đạo Chém tàn trói buộc của thế giới này Đạt tới sự siêu thoát Thời gian trong đó rất ngắn Sao độc cô Duy Ngã lại đột nhiên đổi ý chứ Hơn nữa Có vẻ như đội tình của Đại La Thiên Cũng mạnh hơn tưởng tượng của sở hữu Vì Ninh Huyền Cơ nói Hiện giờ hắn đang hợp tác với Đại La Thiên mà Với tính cách và thực lực của Ninh Huyền Cơ Đều hắn có thể áp đảo hoàn toàn Tất cả các tầng bồn ở Đại La Thiên Vậy cần hợp tác làm gì Tất cả cút hết sang một bên Hắn độc chiếm khu vực Trung Châu chậm rãi nghiên cứu là được. Nhưng bây giờ Ninh Huyền Cơ lại chọn cách hợp tác với các tông môn ở Đại La Thiên. Hiện nhiên một tông môn riêng rẻ thì không địch nổi vị trí cường giả đứng trên cả cửu trọng thiên như Ninh Huyền Cơ. Nhưng nếu bọn họ liên kết với nhau, thậm chí Ninh Huyền Cơ cũng phải ra trường một chút. Dù sao 500 năm trước, Đồng Cô Duy Ngã dùng được lượng bản thân đối đầu với cả một thế giới. Tùy giết tới máu chảy thành sông, quay động toàn bộ Đại La Thiên long trời lở đất, nhưng vẫn thất bại đủ loại tin tức không ngừng vang vọng trong đầu sở hưu cực kỳ là hỗn loạn mỗi lần đều như vậy mỗi khi nghĩ mình đã biết trần tướng năm xưa kết quả lại có một tin tức manh mối xuất hiện làm rối loạn suy nghĩ của y khiến trần tướng càng khó phân biệt hơn sau khi hai người sở hưu chờ ở đây vài ngày rốt cuộc cũng có người từ trong uồng tư thành đi ra hai vị này chính là gước quỳ sơn và phương giật chân của tam thành điện hai người thấy sở hưu và lục giang hà đang chờ đợi ở đó không khỏi lộ vẻ kinh ngạc thực lực của hai người này đã khủng khiếp đến vậy sao vượt qua mọi chồng gai giết lùi đám yêu quỷ tầng tầng lớp lớp kia Ad thằng còn tới sớm hơn cả bọn họ nhiều tuy hứa quỳ sơn và phương giật chân đều kinh ngạc vì sở hưu lại tới sớm như vậy nhưng phương giật chân vẫn chủ động tới chào hỏi sở hưu không ngờ sở huynh lại đạt được quán quân là người đầu tiên đi từ cái đời quỷ quái kia ra hai vị cũng đâu có chậm chứ chúng ta coi như đi tắt tìm đường đường gần mới đến được nơi nó đàn sở hưu nhìn về phía phương giật chân nói nhìn bộ dạng phương huynh hẳn đã tính trước có lẽ trong mấy năm nay tam thành điện là một phái hiếm có được hai vị đi vào xếp hạng của đại đa thần cung nhỉ phương giật chân cười hì hì rồi nói được nhường thôi được nhường thôi thật ra còn dựa vào sở huỳnh đấy ồ vì sao chứ vì người ở đó trắng trợn đánh cướp khiến cho ta có linh cảm sau khi vào khu vực bên trong trung châu ta cũng chọn một chỗ đánh cướp cũng tích lũy được không ít lệnh bài đấy sở hữu nghe xong kinh ngạc nhìn phương giật chân vị này là cao đồ của tam thành điện kết quả lại bắt trước y đi ăn cướp có tránh khỏi ảnh hưởng tới hình tượng của hắn quan trọng nhất là sở hữu đánh cướp đã khiến toàn bộ trung châu huyền náo ai ai cũng biết những võ giả bị cướp hận y tới thấu xương nhân lúc y giao chiến với phạm giáo lao nhau bỏ đá xuống giếng nhưng bên phía phương giật chân lại không có ai nói gì. Chỉ có thể nói, thực lực của tam thanh điện quá mạnh, mạnh tới mức đám võ giả bị cướp kia đành chấp nhận chịu thiệt, không dám nói ra một câu. Sau khi hàn huyên vài lời, phương giật chân đi tới ngồi ngay cạnh hứa quy sơn. Nhưng hứa quy sơn là xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, còn phương giật chân lại lấy ra một cái giỏ heo lớn đưa lên miệng ăn hoàn toàn không hợp với khí chất trần dần tạo bồn của hắn hai vị đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Tam Thành Điện. Tuy ai cũng bất phàm, nhưng khí chất lại khác biệt một trời một vực. Ước Quỳ Sơn ít lời, tính cách thì trầm ổn, Phương Dạ Trần tính cách thì sôi nổi, mang đậm khói lửa nhân gian. Đương nhiên bất cứ ai trong hai người đều không phải là loại phàm tục. Bốn người ở đây thêm bốn năm ngày mới có người từ trong uổng tử thành đi ra. Có vài người biểu hiện rất lạnh nhạt, ví dụ như dịch quy tà, Âu Dương Thánh, nhưng cũng có một số võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền có vẻ khá chật vật hiển nhiên đã bị bảy yêu quỷ kia truy sát thật ra tới trước cửa đại la thần cung cảnh giới thiên địa thông huyền đều đã bị đào thải nhưng người có tư cách tranh đoạt thứ hạng cuối cùng ít nhất cũng phải có cảnh giới nửa bước võ tiên mọi người ở đây quan sát xung quanh thật ra cũng đoán được gần những người thắng trong tranh đoạt cuối cùng là ai trong đó tam thành điện chiếm hai vị trí cước quy sơn và phương giật chân chắc chắn sẽ có suất. tiếp theo chính là pháp tịnh của thiên la bảo tự tất cả các võ giả của thiên la bảo tự đều đưa đệnh bài và hồn tinh mà mình thu thập được tới tay pháp tịnh lại thêm một nửa số lệnh bài và hồn tinh của phạm giáo cũng trong tay hắn cho nên tích lũy trên người pháp tịnh không khéo còn nhiều hơn hứa quy sơn và phương giật chân thậm chí có thể xếp hạng đầu ngoài ba người này sĩ quy tà của thiên hạ kiếm tông chắc chắn cũng có thể thẳng cấp lần này thiên hạ kiếm tông cũng có không ít người tới trong đó nghiêm trì phì tự nguyện từ bỏ tranh đoạt thứ hạng giao hết lệnh bài và hồn tinh cho dịch quy tà cho nên chắc chắn dịch quy tà cũng có một suất sau đó chính là sở hưu tuy dưới trướng của sở hưu hơi ít người nhưng thực lực đều không hề kém hơn nữa ai cũng biết lục trực y đánh cướp của nhiều võ giả sau đó lại liên thủ với thiên lam bảo tự đã phạm giáo khỏi trận này nhận được một nửa số hồn tinh và lệnh bài của phạm giáo cứ như vậy, tích lũy trên người sở hữu, e rằng còn nhiều hơn của dịch quy tà, chắc chắn cũng có thể vào trong. Cho nên cứ như vậy, lần tranh đoạt đại la thần cung này, cơ bản không có gì bất ngờ. Năm vị trí đầu đã được xác định, chỉ có vị trí cuối cần thường lượng. Có không ít người có tư cách tranh giành vị trí cuối cùng, trong đó có trác bất phàm của trên võ thần tông. Hắn lần được bước võ tiên, trên võ thần tông cũng có không ít người đi tới còn có Âu Dương Thánh của chi phái Nguyên Dương Thiên Tôn. Đối phương chỉ cách cảnh giới võ tiên có một ly thôi, thậm chí còn mạnh hơn Trác Bất Phàm. Hơn nữa tùy hắn chỉ có một mình, nhưng cũng như những truyền nhân của cổ tôn như Hướng Tưởng và Trần Cửu Long tới đây, bọn họ tự biết mình không có tư cách đi tới cuối cùng nên giao hết hồn tinh cho Âu Dương Thánh. Ngoài ra còn có vài võ giả mặc áo đen, bọn họ đang người của Bắc Vực Huyền Thiên Cảnh cũng là đại phái đảo môn nhưng đi theo con đường khác với đạo môn chính thống. Nhưng dưới sức ảnh hưởng cường đại của Tam Thanh Điện, huyền thiên cảnh vẫn có thể ra mặt ở Bắc Vực, thực lực cũng không hề kém. Sau khi vào Trung Châu, tuy bọn họ rất khiêm nhượng, nhưng cũng có tư cách tranh đoạt thứ hạng. Giữa đám người, trong bất phạm nhíu mày đánh giá xung quanh. Trong số những người ở đây, thật ra hắn là người căng thẳng nhất. Những người khác đều đã nắm chắc thắng đợi trong tay, nhưng hắn lại không thua nổi. Huyền thiên cảnh luôn hành xử khiêm nhượng, trình độ đệ tử cũng rất độc đều. Không ngờ lần này tới Trung Châu, bọn họ lại không tổn thất tới một đệ tử. Cho nên cho dù không vào được Đại La Thần Cung thì cũng không có gì là chuyện lớn. Còn Âu Dương Thánh chỉ cách võ tiên có một ly. Cho nên có vào Đại La Thần Cung hay không, hắn cũng thành võ tiên. Khác biệt chỉ là vào Đại La Thần Cung thì tiết kiệm thời gian hơn mà thôi. Chỉ có tróc bất phàm hắn vừa bước vào cảnh giới nửa bước võ tiên, còn tập trung toàn bộ chiến võ thần tông thu thập lệnh bài giúp mình lần này nếu không thành công, trên võ thần tông bọn họ là bên tổn thất lớn nhất. Cho nên Trác Bất Phàm nhìn xung quanh, đột nhiên truyền âm cho Âu Dương Thánh nói. Âu Dương Thánh ra tay với sở hưu, cướp hết lệnh bài và hồn tinh trên người hắn, người thấy thế nào? Trong số mọi người ở đây, người duy nhất mà Trác Bất Phàm có thể đắc tội chỉ có sở hưu thôi. Tạm thành điện và thiên đa bảo tự thì hắn không dám động vào. Vì sau đường Âu Dương Thánh thì hắn cũng không dám đắc tội. Huyền Thiên Cảnh nhân số đông đảo, chỉ có sở hưu là lẻ loi một mình. Tuy Lục Giang Hà cũng có mặt, nhưng hiển nhiên lúc này, Trác Bất Phàm không coi Lục Giang Hà là người. Hơn nữa, Đông Phực và Nam Phực sớm muộn gì cũng có chiến tranh, cho đến lúc này hắn ra tay với sở hưu cũng không cần phải lo lắng về hậu quả. Ông Dương Thánh lạnh nhạt nói, vì sao ta phải ra tay, ta đã tích lũy đủ hồn tinh và lệnh bài, còn phải ra tay làm gì? Trác Bất Phàm, người tích lũy không đủ thì đừng ý đồ lôi kéo ta ra tay ngươi tưởng âu dương thánh ta là kẻ ngu ngốc chắc ngoài ra ngươi cũng thấy thực lực của tên sở hưu kia rồi đấy một đao phá thân thể võ tiên một chiều diệt nguyên thần võ tiên thực lực như vậy mà ngươi còn to gan gây chuyện với hắn chắc Trác vất phạm lắc đầu nói đương nhiên âu dương huynh không phải ngu ngốc rồi đúng là ta muốn có lệnh bài trong tay sở hưu nhưng đánh bại sở hưu cũng đâu có hại cho âu dương huynh trước đây người bỏ đá xuống giếng đối với sở hưu thật ra đã đắc tội đối với đối phương tới chết. Có lẽ trước khi đến trùng châu, người không biết về sở hữu này. Người này tâm tư âm trầm, thủ đoạn độc ác, hơn nữa có thủ tận báo. Lúc trước, người của cực lạc mà cùng muốn giết hắn, không cờ hắn lại liên thủ với thiên ma cùng, khuấy động phong vân ở Nam Vực, diệt trừ cực lạc ma cùng trước. Chỉ phải nguyên dương thiền tồn các người, tuy có thực lực mạnh mẽ, nhưng chọc phải kẻ địch như vậy, vẫn nên giải quyết trước cho ổn thỏa nếu lần này tên sở hữu kia đi vào đại la thần cung hơn nữa vơ vào cảnh giới võ tiên em là âu dương huỳnh sẽ có hậu hoạn khôn cùng hơn nữa tên sở hữu kia cũng không cường đại như tưởng tượng của âu dương huỳnh đâu đối phương cũng chỉ là nửa bước võ tiên nhưng hắn giết được tân Giả la là nhờ thi triển bí pháp hợp kích cùng những người bên cạnh hắn bây giờ bên cạnh hắn chỉ có một kẻ không mạnh mấy làm sao hắn dùng chiêu kia được âu dương thánh kẻ cao mày không nói gì Trắc Bất Phạm tiếp tục nói, hơn nữa chỗ ta còn có một tin, hướng tưởng và Trần Cửu Long đã chết dưới tay sở hưu. Cái gì? Người nghe ai nói? Có thật không vậy? Sắc mặt của Âu Dương Thánh hơi biến đổi, tuy giao tình giữa hắn và hai người này không phải quá tốt, nhưng dù sao hai bên quen biết đã lâu, hơn nữa sư môn trưởng bối có qua lại với nhau. Trắc Bất Phạm nói, có hai võ giả tận mắt chứng kiến, hơn nữa theo ta biết, chuyên nhân của cổ tôn các người luôn nhất mạch đơn truyền cho nên trên người có đủ loại bí pháp, không đến mức bị người ta giết chết mà không biết là ai. Ta không lừa Âu Dương Huynh trong chuyện này rồi. Sau khi ra khỏi Đại La Thiên, người cứ tới gặp hai vị cổ tôn sau tương hai người đó là biết ngay. Âu Dương Thánh còn chưa tỉnh táo từ tin tức này, sở hữu để đột nhiên đứng ra, đi về phía Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm, ta không gây chuyện với người thì thôi, người đã định gây sự với ta. Xem ra lần này, người không muốn vào Đại La thần cung rồi phải không? Sở hữu cười lạnh, quanh người bộc phát ra khí thế. Trong bất phàm bỗng nhiên biến sắc, Tở hưu, người đừng ngậm máu phun người, ta và Âu Dương Huynh chỉ bàn luận về Đại La Thần Cung mà thôi, dựa vào đâu mà người nói ta gây sự với người, có chứng cứ gì không? Võ giả cùng cảnh giới truyền âm thì ngược lại, người khác tuyệt đối không nghe được, thậm chí võ tiến nhất trọng thiền cũng không thể thăm dò. Cho nên vừa rồi mọi người thấy Trác Bất phàm và Âu Dương Thánh trao đổi với nhau, thần sắc hai bên biến hóa. thì bọn họ biết có truyền âm nhưng lại không biết rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì. thật ra sở hữu cũng không biết rốt cuộc trác bất phàm và âu dương thánh đang nói gì. nhưng từ khi luyện hóa hồn tinh của yêu quỷ, hơn nữa còn đeo vòng tay lục đạo luân hồi, cảm giác của sở hữu đã trở nên cực kỳ nhạy bén. từ ánh mắt trác bất phàm nhìn về phía mình, sở hữu cảm thấy một luồng ác ý. đó là ác ý, sao phải quan tâm đối phương nói gì cơ chứ. ngậm máu phun người sao? có chứng cứ gì à? sở hữu cười lạnh nói ta làm việc không cần chứng cứ huống chỉ tầng ngứa mắt với trác bất phạm ngươi muốn đá ngươi ra khỏi đây lý do như vậy đã đủ hay chưa sau khi sở hữu dứt lời hồng trần viêm biểu trảm lại chém ra đào thế vô hình lập tức bao phủ trác bất phạm Âu dương thánh bên cạnh cũng hơi động mắt thành ánh kim chớp mắt đã lao xong một bên tỷ lệ hắn vào được đại la thần cung đã là 9 phần mười lúc này không muốn gây thêm phiền toái hơn nữa cho dù hướng tưởng và trần cửu long chết trong tay sở hưu chuyện này không liên quan gì tới hắn lúc đầu khi còn sống dựa vào giao tình giữa đôi bên hắn có thể ra tay giúp hai người này nhưng bây giờ bọn họ đã chết âu dương thánh không có hứng thú báo thù cho hai người đã chết tuy trác bất phàm dám gây sự với sở hưu hắn còn luôn miệng nói không có đám gửi thương tiền đường thì sở hưu không thể thi triển đào đó nhưng thực tế chính hắn cũng biết mình không đánh được sở hưu Tuy lần trước mới là lần đầu tiên trong bất phàm và sở hữu gặp mặt, nhưng thật ra hắn đã phái người điều tra tư liệu về sở hữu từ lâu. Sau khi sở hữu liên thủ với thiền ma cung tiêu diệt cực lạc ma cung, các đại tông bồn ở Nam vực đều điều tra về sở hữu cả rồi. Căn cứ theo lời của những võ giả hồn phái nhỏ tham gia trận chiến lần đó, được ấy sở hữu cũng từng thi triển một đao kinh thế hãi tục như vậy, phá hủy thân thể của nhàn bi phong. Điều này chứng minh cho dù sở hữu không dựa vào đám người thương thiên đương hợp lực, thì cũng có thể sử dụng thần thông cường đại kinh thế hải tục đó. Chẳng qua phải trả giá khá đắt mà thôi. Cho nên, những gì hắn vừa nói với Âu Dương Thánh chỉ là muốn tìm một trợ thủ có thực lực cường đại và đáng tin cậy. Anh ngờ không tìm được trợ thủ thì thôi, lại rất phải một sát tinh. Hồng Trần phim biểu trảm vô hình vô chất, sắc bén tới mức khiến lồng tóc chắc bất phàm dựng đứng nhưng lại không thể tìm ra rốt cuộc đào chiều đó đang ở phương nào. Ngày sau đó, Trắc Bất Phàm cầm lên một tiếng, trên chiến giáp đồng thầu, lấp lóe phủ văn, tay nhiệt ấn quyết, ánh sáng hỗn độn bùng đùng tỏa ra từ người hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, Trắc Bất Phàm trực tiếp bị đánh đùi vài bước. Phủ văn trên chiến giáp cũng trở nên ảm đạm hơn một chút, nhưng đã ngăn cản được đao chiêu vừa rồi. Xong không đợi Trắc Bất Phàm phản kích, vô số đào mang phù hình vô chất liên tiếp chém xuống, phát trận tử trong tay sở hưu mua đến điên cuồng đào màng như cơn bão bao phủ triệt để trắc bất phạm tiếng nổ lang cang vang lên liên tiếp trắc bất phạm xa vào phòng vàng phổ biên phổ tận dựa vào món chiến giáp thượng cổ đồ để chống chọi với thần binh kết hợp cùng bí pháp phòng cự nhưng vẫn làm vào thế bị động chịu đòn công pháp trên võ thần tông của hắn xưa nay không thường không sở trường về phòng cự ngược lại am hiểu cận chiến chém giết bị ra vào bị động như vậy rất có thể hắn sẽ như tân giả la thậm chí không đánh đổi một chiêu đã bị đối phương thừa thế xông đến giết chết cho nên giờ khác này ánh sáng khí huyết bùng lên quanh người trắc bất phạm thân hình của hắn phình to một pháp tướng ma thần hiện hiện sau lưng cầm thét giữa thiên địa nhưng ma thần cường đại thời thượng cổ đạp chân lên đại hoang truy đuổi nhật nguyệt không e ngại bất cứ lực lượng nào ngành tiếp đào mang của sở hưu lực lượng của hồng trần phiêu biểu trạm đã lên pháp tướng mà thôi kia lập tức tức mất một phần. Nhưng trắc bất phạm lại hung hãn không sợ chết, dùng lực lượng của pháp tướng trọi cứng với đào mang của sở hưu. Tới khi lực lượng pháp tướng tiêu hào sạch sẽ, hắn lại xuất quyền đánh xuống, khi huyết âm âm bộc phát, làm khuấy động không gian xung quanh tới vùng đổ, một quyền toái không. Võ giả trên võ thần tông chỉ khi chém giết cận chiến mới có thể bộc phát sức chiến đấu đến mức cao nhất, trực tiếp sử dụng chiến pháp cận chiến cường đại khiến cho đối thủ xa vào tiết tấu của bản thân. Nhưng đón lấy một quyền của trắc bất phàm lại vẫn là một đao, một đao thôn thiên. Đao này chém xuống, toàn bộ không gian đều phát ra tiếng chấn động vô thanh. Thiên địa sụp đổ, lực lượng cực hạn tạo thành một hố đen khổng lồ, thôn tính hết thảy mọi vật như tận thế hàng lâm. Một đao này cắt đứt quy tắc, thật đại hạn. Hứa quy sơn luôn nắm mắt dưỡng thần, thậm chí không có nhìn sở hưu và trắc bất phạm động thủ cũng không mở mắt. Lúc này lại đột nhiên thốt lên bà chữ. Đối với các võ giả đại la thiên, thật ra bọn họ không lạ lẫm gì đối với thất đại hạn. Chẳng qua bọn họ không ngờ lại có người chịu tu luyện một môn đạo pháp không may mắn như vậy. Hơn nữa sở hưu này còn nhận được đau thức mạnh nhất trong thất đại hạn, thôn thiên. Được tôn là võ kỹ duy nhất, có ủy lực tiếp cận thần thông, thôn thiên. Thậm chí ủy lực của thôn thiên đã không phải tiếp cận thần thông mà còn mạnh hơn một số thần thông hơi yếu. Về mặt bản chất, thần thông là nắm giữ lực lượng quy tắc, mà ngay cả quy tắc cũng có phần mạnh yếu. Con điểm cường đại của thôn thiên ở chỗ, nó có thể dùng lực lượng cực mạnh cắt đứt quy tắc, cho nên thần thông hơi yếu một chút, va chạm với đào chiều thôn thiên này, có thể địch được thần thông hay không, vẫn là một ẩn số. Ngay khi đào chiều thôn thiên chém tới, trong bất phàm không khỏi biến sắc mặt. Lực lượng cực hạt đó, vì lực khủng khiếp, có thể cắt đứt quy tắc đó. Tất cả đều nói cho hắn biết một điều, hắn không ngăn được một đau này đâu. Khoảnh khắc này, Trang vất Phạm đã cắn răng hạ quyết tâm. khí huyết bộc phát quanh người hắn, nhưng khí huyết này không phải thiêu đốt, mà là kết hợp với lực lượng bản thân hắn, nên cuồng hấp thu lực lượng xung quanh. Khoảnh khắc này đang ngừng tụ thành một hư ảnh nửa người khổng lồ quanh người hắn. Hư ảnh khổng lồ đó như ba thần thượng cổ, chỉ có nửa thân trên, nhưng lại sinh ra bốn cánh tay đầu có hai cái sừng âm âm hàng lâm lực lượng cường đại truyền xuống mặt đất không ngờ cũng là một thức thần thông một nửa thân thể ma thần không ngăn cản đào chiều của sở hưu mà đồng thời cắm xuống mặt đất dưới chân của hắn không ngờ lại kéo một mảng đất lớn lên như một ngọn núi nhỏ ngăn trước mặt hắn phương giật chân nhíu mày nói là thần thông di sơn của chiến võ thần tông trang bân phàm này thật sáng tạo dưới đất không có núi thì hắn đào đất lên thành một ngọn núi Nghe nói thức thần thông di sơn này không phải là hoàn chỉnh. Nếu là thần thông di sơn hoàn chỉnh, có thể ngừng tụ ra toàn bộ thân thể ma thần. Khi đó, nó không phải di sơn, mà chính là trích nguyệt. Hứa quy sơn điểm nhiên nói, bất luận là di sơn hay trích nguyệt, trang bất phạm vẫn thua thôi. Tất cả bí thuật thần thông của chiến võ thần tông đều bằng tính công kích, mạnh mẽ, bá đạo tích cực hạn. Thần thông dẫn dắt quy tắc cũng sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh của bản thân. Chiến thiền đấu địa ôm đại hoang, Quần độ trường ca máu không ngừng võ giả trên võ thần tông chỉ có chiến ý vô song từ chiến không lui mới có thể phát huy uy lực của bí thuật thần thông trên võ thần tông tới mức cao nhất. Nhưng đáng tiếc từ khi chiến võ thần tông trở thành đại phái nam vực thực lực trở nên mạnh mẽ hơn nhưng số võ giả có tâm cảnh như vậy lại càng ngày càng ít. Khi đối mặt với sở hưu không ngờ trong bất phàm này lại liên tục lùi lại thậm chí không có tâm tư liều mạng giao đấu với đối phương thậm chí hắn còn dùng di si sơn để phòng ngự hắn đã thua rồi nói cách khác từ khi trác bất phàm chơi kế phạt ấy định tinh kế sở hưu hắn đã thua đây không phải là phong cách hành xử của chiến võ thần tông âm hưu quỷ kế không bằng nói chuyện bằng nắm đấm đây mới là phong cách của chiến võ thần tông đáng tiếc chiến võ thần tông đã thay đổi lâu rồi phương giật chân cười hì hì nói con người luôn thay đổi mà đúng rồi trước đó ta gặp một tên gọi là trần thanh đế làm đấm của tên ấy mới là cứng rắn. May bà ta chạy nhanh, bằng không chắc chắn đã bị hắn cướp rồi. Sự Huỳnh nói tới chân ý của chiến võ thần tông, ta lại cảm thấy hình như trên người trần thanh đế kia có. Hắn càng giống với võ giả trên võ thần tông hơn các bất phạm này. Ước Quỳ Sơn quay sang hắn rồi nói, tức là người đang khoe mình chạy nhanh sao. Đệ tử tam thanh điện, trốn nhanh thì vẻ vàng lắm chắc. Phương giật trần lặng lẽ cắn răng một tiếng hắn phát hiện nói chuyện với hứa quỳ sơn thật là quá tốn sức. còn lúc này trong trận trác bất phàm do hết toàn lực vận dụng thần thông di sơn ngăn cản đao chiêu thông thiên của sở hưu. nhưng dưới một đao này sơn hà vỡ vụn thiên địa sập đổ. hư ảnh ma thần hoàn toàn vỡ nát. trác bất phàm phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Bước chân của sở hưu khẽ động ánh mắt lóe lên sát khí nồng đậm lại tiếp tục truy sát trác bất phàm. mọi người ở đây trong lòng run rẩy sở hưu thật sự nổi sát ý rồi. Thật ra trong Trung Châu này, ngoài lúc đầu cạnh tranh kịch liệt ra, tới cuối cùng thực lực mọi người đã không chênh lệch nhau nhiều. Ngoài Phạm Giáo và Thiên Gia Bảo Tự là thù hận không chết không thôi, nhưng người khác đánh bại đối thủ thường lưu lại đường sống, chỉ lấy lại hồn tinh và lệnh bài, đối phương cũng tự động bị loại. Bây giờ sở hưu không thiếu lệnh bài và hồn tinh, y thiếu là tính mạng của trác bất phàm. Trên võ thần tông thân đàn đại tông bồn tam phực sớm muộn gì cũng giao chiến với đông vực quân trì lần trước trắc bất phàm đã đem đá xuống giếng đối với y hôm nay lại bị mình đánh trọng thương thù hận đã kết còn lưu thủ cái gì sở hưu không định điều lại đường sống cho trác bất phàm pháp tịnh quan chiến nhíu mày hiện tại hắn có thể xác định sở hưu này tuyệt đối không phải là hạng dễ đối phó hắn ra tay với võ giả phạm giáo rất là tàn nhẫn chuyện này này tăng nhân của thiên đa bảo tự có thể cảm thấy bình thường nhưng hắn ta ra tay với người khác lại càng tàn nhẫn hơn. Lúc này Trác Bất Phàm thấy Sở Hưu lại đánh tới, trong lúc hoảng hốt, thời dịp bị đào chiều kia chém bay, khí huyết quanh người hắn lại bộc phát, tốc độ lại nhanh thêm một phần, lao về phía Uổng Tử Thành ở đằng sau. Loại võ giả có thân thể cường hãn như Trác Bất Phàm mà thiếu đốt khí huyết thì tốc độ bộc phát sẽ cực kỳ kinh người. Quan trọng nhất là nơi này là cách Uổng Tử Thành quá gần, nếu Sở Hưu đuổi theo rất có thể sẽ lại xa vào uổng tử thanh. Cho đến ngày sau đó, sở hưu dừng bước, nhưng y lại nâng tay phải lên, lắc nhẹ. Trong vòng tay lục đạo luân hồi bộc phát ra một luồng sáng kim nguyên thần, không cần xoay chuyển, lôi cam nguyên thần của Trác Bất Phàm. Luồng lực lượng đó lập tức khiến Trác Bất Phàm kêu đền một tiếng đau đớn. Hắn cảm thấy nguyên thần của mình sắp bị cưỡng ép lôi ra. Trong trận chiến với Phạm Giáo lần trước, hắn cũng chứng kiến ủy lực của vòng tay lục đạo luân hồi. Cho dù là tân giả la có thể dùng nguyên thần hóa hình trước mặt vòng tay lục đạo luân hồi cũng bị tiêu diệt triệt để nói chỉ đến loại võ giả truyền tu luyện thân thể như hắn trong khoảnh khắc sinh tử này trắc vất phàm lại bộc phát ra một luồng khí thế dũng mãnh máu lửa nhanh chóng quyết định Tiêu đốt một bộ phận nguyên thần bị sở hưu lôi kéo lại chủ động cắt đứt nguyên thần của bản thân một phần nguyên thần đó bị vòng tay lục đạo luân hồi hút vào rồi tiêu diệt bản thân của hắn đã trực tiếp trốn vào trong sương mù đi vào uổng tử thanh. Sở hữu nhíu mày, không tiếp tục truy đuổi. Đại đa thần cung sắp mở cửa, y không có thời gian vào uổng tử thanh trời trốn tìm với trác vất phàm. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh youtube Tuấn Anh Studio. Nhưng người khác là giết ra ngoài, sở hưu và lục giang hà lại là được ninh huyền cơ mở cửa sau cho ra. Cho nên nếu đi vào lần nữa rất dễ đạt đường. Trắc bất phàm chạy trốn vào uổng tự thanh Sở Hưu không đuổi theo để hắn tự sinh tự diệt. Hiện giờ Trác Bất Phàm đã bị trọng thương, thân thể thi triển thần thông chắc chắn sẽ bị phản ngược, lại thiếu đốt nguyên thần, hắn đã nỏ mạnh hết đà rồi. Trong quần tử thanh, tuy yêu quỷ cường đại đều bị Ninh Huyền Cử trấn áp, nhưng với tiểu đội yêu quỷ tuần tra cũng rất khó đối phó. Trác Bất Phàm có thể thoát khỏi quần tử thanh hay không còn là một ẩn số. Sở Hưu trở về, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Lần này không ai nói gì, Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Chỉ vài chiều đã áp đảo toàn bộ võ giả Đưa bước võ tiên Theo họ thấy, thực lực của sở hưu cường đại Tới mức đáng sợ Hơn nữa, không riêng gì sở hưu Những người cuối cùng có tư cách xếp hạng Đại la thần cung, không ai Lại hạng dễ đối phó Đây có lẽ là lần xếp hạng đại la thần cung Mạnh nhất trong lịch sử Dù không phải mạnh nhất, cũng là một trong những lần mạnh nhất Người khác đã không còn gì Phải suy nghĩ Đợi tới khi đại la thần cung mở cửa Bọn họ ở bên ngoài xem trò đã được. Lại qua thêm một ngày, bên trên Đại La Thần Cung tỏa ra hào quang rực rỡ. Đại La Thần Cung vốn không có cửa, dưới ảnh hưởng của lực lượng trận pháp lại mở ra một cánh cửa. Cùng lúc đó, một giọng nói giả lùa lại vang lên. Đại La Thần Cung đã mở, đi vào trong cửa, giao ra lệnh bài và hồn tinh, sau người đứng đầu có thể vào Đại La Thần Cung. Âm thanh này là tiếng nói của đạo tổ phân đỡ số trận pháp trong Đại la Thần Cung xuất phát từ Tam Thanh Điện, cho nên đạo tôn ở bên ngoài cũng có thể điều khiển Đại La Thần Cung. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, xong người sở hưu đi vào trong, đưa lệnh bài và hồn tinh vào cánh cửa. Nhưng sở hưu chỉ đưa vào hồn tinh bình thường, nhưng hồn tinh đặc thù nhìn nhận được trong uồng tử thành thì lưu lại. Cho hồn tinh bình thường và lệnh bài cũng thủ cho hắn có thứ hạng rồi. Ngoài đám người sở hưu ra, trong huyền thiên cảnh cũng có một võ giả áo đen đưa lệnh bài và hồn tinh vào trong. Nhưng một lát sau, xong người sở hưu đều hiện lên một luồng sáng bao phủ lấy họ. Chỉ riêng võ giả huyền thiên cảnh là không được. Ngược lại, bị bắn ra bên ngoài khỏi cánh cửa. Võ giả huyền thiên cảnh kia chỉ khẽ lắc đầu, không có biểu hiện chán nản gì hết. Đối với hắn mà nói, có lẽ từ đầu đã không có hy vọng mình có thể vào Đại La Thần Cung. xong người sở hưu đi vào Đại La Thần Cung, chỉ trong chớp mắt đang nhìn xuất hiện ở một thế giới kỳ quái lạ lùng. Xung quanh là lực lượng quy tắc vô tận, không ngừng xoay chuyển, nhưng lại bị trận pháp giam cầm trong một không gian. Mọi người nhìn thấy được nhưng không thể chạm vào. Bên trong Đại La Thần Cung không có bất cứ trang trí nào, chỉ có mười trận pháp vô cùng khổng lồ rồi. Bản thân mọi người đều không mấy ngạc nhiên. Trận pháp đó lớn tới mức nào, nó đối thẳng lên đỉnh Đại La Thần Cung. Mỗi trận pháp có diện tích vài trăm trượng, trong đó làm vô số phủ văn rậm rạp trang chịt, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Trận pháp của nơi đây là tập hợp toàn bộ công sức của các tổng sư trận đạo tại Đại La Thiên chế tạo ra, có vậy mới ổn định được con đường nối liền giữa hai thế giới. Đương nhiên bọn họ chỉ có thể ổn định con đường, chứ không ổn định được quy tắc vạn vẹo ở bên ngoài. Lúc này giọng nói của Đạo Tôn lại vang vọng trong Đại La Thần Cung. Tự chọn một trận pháp thích hợp để tu luyện đi lực lượng mà trận pháp tích lũy khá giống nhau nhưng vẫn chỉ mạnh yếu sau khi vào bên trong trận pháp sẽ phòng vệ hoàn toàn mãi cho tới khi lực lượng tiêu hào toàn bộ mới lại mở ra phải nhớ rằng tư lượng sức mình không cần chọn những trận pháp có lực lượng lan tràn quá nhiều sở hữu đánh giá xung quanh hỏi phương giật chân phương huynh vì sao nơi này có 10 trận pháp mà chỉ có 6 danh ngạch phương giật chân giải thích tùy lực lượng mà trận pháp tích lũy có thể để chúng ta tùy ý tu hành nhưng không thể tiêu hào quá mức, cho nên bình thường luôn lưu lại một hai. Nhưng ngoài một hai cái lưu lại đó, vẫn phải để một hai cái để chúng ta lựa chọn. Vừa rồi đạo tôn đã nói đấy, lựa chọn trận pháp phải tự lượng sức, lực lượng của người chưa đủ mạnh, tùy tiện đi vào đó tu hành rất có thể sẽ bị lực lượng tan tràn gây thương tích. Cho nên không phải trận pháp nào cũng thích hợp tu luyện, đặc biệt là trận pháp ở chính giữa, rất ít người chọn nó, lực lượng trong trận pháp đó nhiều nhất nhưng chỉ những người có thiên phú dị bẩm có thể hấp thu lực lượng cực lớn mới chọn trận pháp đó sở huynh những võ giả trên đột phá lên cảnh giới võ tiên như ngươi và ta cứ chọn đoạn trận pháp có tương đối nhiều lực lượng là được dù sao sau khi đột phá cũng cần rất nhiều lực lượng bổ sung còn võ tiên như sư huynh của ta lại ngược lại cần đoạn trận pháp có lực lượng yếu nhất vì hắn không cần đột phá chỉ cần tích lũy lực lượng vượt qua thời kỳ ổn định là được sở hữu hiểu ra nhà gật đầu nói xin đa tạ. Nói xong, không ngờ sở hưu để trực tiếp đi về phía trận pháp ở khu vực trung tâm. Thế cảnh này, Phương Giật chân đơ ra tại chỗ. Chẳng lẽ vì sở huynh đệ này chính là người có thiên phú dị bẩm mà hắn nói ra kia sao? Hiện nhiên những người khác cũng biết đội tình như Phương Giật chân, Ánh mắt nhìn sở hưu đầy quái dị nhưng không có ai nói gì. Có thể đi tới ngày hôm nay, không ai là loại người ngu ngốc, ai cũng có tính toán của riêng mình. Sở hưu đã chắc chắn mình hấp thu được lực lượng trong trận pháp kia. Người khác còn lắm thời làm gì. Cho nên sau đó, mọi người đi vào trận pháp định tranh thủ tu hành. Nhưng bọn họ không biết nguyên nhân của sở hưu lựa chọn trận pháp này là vì phía đối diện của trận pháp này rất có thể là quân vô thần. Hiện giờ sở hưu cũng đã biết thiền bồn chính là người các cửa mà năm xưa những người hạ giới đi tới thượng giới để lại. Cựu đại thần tướng và vôn chủ thiền bồn là những người trấn thủ trận pháp nơi hạ giới. Trước đó huyết vô lệ từng nói, cứ cách một thời gian là trận pháp có bạo động. Sở hữu suy đoán nguyên nhân bạo động là lực lượng trong trận pháp tích lũy quá nhiều, cho nên bên này có chấn động, bên kia cũng có chấn động. Hoặc chính là lúc đại La thần cung mở cửa, có người đi vào tu hành gây ra động tĩnh. Nhưng khác biệt là trận pháp bên đại La thiên luôn có người trông coi. Nhưng nghiện nhân tông sư trận đạo bên thiên vôn không thể có thực lực bằng tông sư trận đạo của tam thanh điện, còn phải dùng sức người trấn áp cựu đại thần tướng của thiên vôn ứng với chiến thỏa trận pháp vậy bồn chủ đương nhiên là ứng với trận pháp mạnh nhất có thể nói thủ hận giữa sở hưu và thiên vôn đã là không chết không thôi trước đây đình đầu thất tiễn của quân vô thần thiếu chút nữa đã đoạt mất mạng của y nhưng lý trí nói với sở hưu rằng cho dù y bước vào cảnh giới võ tiên tốt nhất đừng đi gây sự với quân vô thần tuy y không nhìn thấu thực lực của quân vô thần nhưng chỉ xét theo khí thế Quân Vô Thần thậm chí không kém hơn Diệp Duy Không của Hàn Giang Thành. Nói cách khác, Quân Vô Thần có thực lực võ tiên lục trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên. Còn Đại La Thần Cung lần này là sở hữu có khả năng làm trọng thương quân vô thần nhất, cũng có thể tìm ra tới cơ hủy diệt thiên môn. Hơn nữa tại thiên môn còn có một luồng bản nguyên dương cực. Con chuyện hủy diệt thiên môn sẽ khiến hai giới liên thông, chuyện này thì sở hữu đã chuẩn bị về tâm lý sớm muộn gì cũng phải diệt trừ thiên môn này. Sau khi tiêu diệt bọn chúng, hai giới thượng hạ chắc chắn sẽ liên thông. Cho nên trước khi tiên thông, sở hữu nhất định phải lợi dụng địa lợi, tăng cường lực lượng của phe mình lên mức cao nhất, chiếm được tiền cơ rồi mới động thủ. Có thể nói hiện tại, lực lượng dưới trướng của sở hữu đã gần như hùng bá toàn bộ hạ giới. Đặc biệt là khi ngụy thư nhai và thương tiên đường ra ngoài, rất có thể sẽ bước vào cảnh giới võ tiên. Không tính độc câu duy ngã, loại thực lực này thậm chí đã vượt qua cồn luận mà giáo năm trăm năm trước, sở hữu cũng ít lo lắng hơn nhiều. Cho nên đánh trọng thương quân vô thần chỉ là bước đầu tiên. Bước vào trận pháp chính giữa, bên ngoài lập tức khóa kín, bao phủ lấy sở hữu vào trong. Thiên địa nguyên khí cường đại xung quanh, thậm chí hóa thành thể lỏng bao bọc toàn thân của y. Sở hưu thở dài một tiếng, bắt đầu điên cuồng hấp thu lực lượng của trận pháp. Chuyện quân vô thần và thiên bồn cứ để lát nữa hãy tính toán việc y cần làm hiện tại là đột phá. Lực lượng nguyên thần, nguyên khí tinh thuần tức cực điểm, chèn chúc nhau vào thân thể của sở hưu. Không chỉ như vậy, trong nguyên khí đó còn ẩn chứa một chút lực lượng của quỷ tắc. Tại nơi này, sở hưu đã cực kỳ tiếp cận địa điểm chân thật nhất của thế giới. Vị trí kết nối hai thế giới cũng là khu vực bản nguyên của thế giới. Cái đường lực lượng đó tràn vào người của sở hưu, thậm chí khiến cơ thể sở hưu phình to. Ngay trong lúc nguy hiểm này, tinh thần của sở hưu đã để không. Thế nào là võ tiên? Võ tiên chính là siêu phàm nhập thánh, vượt qua giai đoạn người, đã tới mức sánh vai với thiên địa, thậm chí dẫm lên thiên địa, đây mới là võ tiên. Võ giả có thể dựa vào nội lực hóa thành ngọn lửa hay băng giá, vì trong thiên địa vốn tồn tại loại lực lượng này. Võ giả chỉ dùng nội lực biến hóa thành, còn võ tiên, đây là khống chế quy tắc, khiến quy tắc thay đổi. Đốt lửa trong nước, mùa hè tuyết rơi, biến không thể thành có thể. Đối với cảnh giới võ tiên, sở hữu đã nhận được không ít kinh nghiệm từ chỗ thiên hồn. Bản thân lại có rất nhiều cảm ngộ. Lúc này hấp thu những lực lượng này là như nước chảy thành sông. Sau khi thân thể sở hữu phình to tới cực hạn, hình thể lại đột nhiên co vào, lực lượng nội liễm ầm ầm bộc phát. Tương đương lực lượng quỷ tắc quay quanh người của y, hóa thành địa phong thủy hỏa, tùy ý biến ảo. Giờ khác này, sở hữu đã thành võ tiên. Nhưng còn chưa hết, trận pháp mà y lựa chọn có quyền khí quá rồi sao? Cho dù giúp y bước vào cảnh giới võ tiên vẫn chưa tiểu tán, còn chủ động tràn vào cơ thể của sở hưu. Nhưng không phải vấn đề quá lớn, có tới sở hưu cũng cự tuyệt đến. Điên cuồng hấp thu lực lượng kia, cảnh giới nhanh trong tàng đền nhị trọng thiên. Phương giật trần đói chỉ có võ giả thiên phú dị bẩm mới dám thử đi vào trận pháp này. Sở hữu có phải thiên phú dị bẩm hay không, y không biết. Nhưng sở hữu có lòng tin, căn cơ của mình rất vững chắc thân thể cường hãn, thậm chí mạnh hơn một số võ tiên. Lực lượng nguyên thần sau khi chuyển hóa hồn tinh của yêu quỷ cũng tăng lên một tầm cao mới. Cho nên sau khi đột phá, căn cơ của y không hề bất ổn, thậm chí có thể tiếp tục hấp thu lực lượng lên thẳng nhị trọng thiên. Thiền bồn rơi hạ giới, trong đại điện, âm u sâu thẳm, quanh người quân vô thần đều bị từng phủ văn kỳ dị vây quanh. Những phủ văn đó trực tiếp tràn vào thân thể của hắn, giúp khí thế của hắn đạt tới đỉnh phong trở lại cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thở dài một tiếng, ánh mắt của quân vô thần đập lóe ánh sáng lạnh lẽo. Mấy năm trước, hắn bị hình ảnh mà độc cô duy ngã lưu lại gây thương tích, tới giờ mới thật sự khôi phục đến đỉnh phong. Ân oán giữa thiên vôn và độc cô duy ngã thì không cần phải nói, đó chính là sự sỉ nhục. Thậm chí cuối cùng thiên vôn có thể tiếp tục bảo tồn là vì độc cô duy ngã không ra tay giết sạch. Cứ như thêm một con chó ngoắc ngoài ven đường, lười đạp chết nó. Những năm gần đây, các đời môn chủ thiên môn luôn coi đó là sự hổ thẹn, quân vô thần cũng vậy. Nhưng hắn lại có điểm kiêu hãnh riêng của mình, vì hắn mạnh hơn vị môn chủ thiên môn 500 năm trước. Vì thiên môn có con đường đối tới Đại Đa Thiên, tương đương với một bên khác của Đại Đa Thần Cung, cho nên mỗi thế hệ môn chủ thiên môn, trăm phần trăm đều là võ tiên, nhưng số người có thể đạt tới cảnh giới đục trọng thiên trở lên chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Còn quân vô thần hắn sau khi tiếp nhận chức vị môn chủ thiên bồn, chỉ mất có 12 năm đã đạt từ nửa bước võ tiên lên tới võ tiên thất trọng thiên. Cho nên hắn luôn cho rằng, 500 năm trước, nếu đổi lại làm mình, thiên bồn sẽ không thê thảm như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, lòng kiêu hãnh của hắn đều bị cái tát của độc cô duy ngã phá tan. Bây giờ mình không còn đánh đổi một ấn ký của đối phương. Vậy 500 năm trước, độc cô duy ngã mạnh tới mức nào? Đúng là cường đại tới vù lý. Một chủ thiên bồn các đời đều đạt tới cảnh giới võ tiên là vì thiên bồn có địa lợi, có thể mượn lực lượng của đại la thiên. Nhưng thật ra các võ giả hạ giới khác muốn đạt tới cảnh giới võ tiên rất khó khăn. Không phải vì bọn họ không bằng võ giả đại la thiên, mà là vì thiên địa nguyên khí chênh lệch quá lớn. Võ giả hạ giới cách thiên rất xa. Đương nhiên, điều này không phải tuyệt đối. Thi thoảng lại có võ giả vượt qua khoảng cách giữa trời và người, bước lên võ tiên. Người như vậy hầu như thời đại nào cũng có một hai người. Ví dụ như trong thế hệ này, Giả Thiều Nam và Lão Thiền Sư đều có tư cách như vậy. Nhưng Võ Tiên là Võ Tiên, rõ ràng đầu câu duy ngã đã mạnh tới vượt quá cảnh giới bình thường. Quân Phu Thần rất nghi ngờ, cho dù là Đại La Thiền trong truyền thuyết cũng không có cường giả cảnh giới đẳng cấp như vậy. Mấy năm vừa rồi, chưa ra khỏi thiên môn, quân vô thần cũng muốn ra ngoài xem thử. Trên thực tế, cựu đại thần tướng không phải dễ quản lý mỗi người trong bọn họ đều là loại kiêu ngạo không chịu nghe lời chẳng qua tính mạng nằm trong tay môn chủ cho nên bọn họ mới ngoan ngoãn thành thật nhưng cho dù như vậy không biết được bọn họ có gây ra phiền toái gì hay không trong thời gian mình bế quan không biết bọn họ có thành thật hay không mang theo suy nghĩ như vậy quân vô thần vừa định đi ra ngoài nhưng trong đại điện âm u sau lưng hắn bỗng có một luồng chấn động mãnh liệt chuyện này khiến quần vô thần biến sắc. Trận pháp môn chủ trấn giữ tuy là mạnh nhất, nhưng lại là nơi ít có bạo động nhất. Trận pháp này sẽ không dễ gì xảy ra bạo động. Hơn nữa trận pháp bạo động cũng chia ra thời điểm. Lúc bình thường, có lẽ mấy tháng mới có một lần bạo động nho nhỏ. Đó là vì linh khí ở phía đối diện có dị động, hay vì trận pháp buồn lỏng gây ra. Cách vài tám chục năm mới xảy ra một đợt bạo động lớn, nhưng vì sao lần này lại diễn ra trước thời hạn? lúc này trận pháp trong cung điện sáng lên đến nhất thần tướng tiền bồn để cụ xích tùng đồn nóng hồ to Bốn chủ không xong rồi năm tòa trận pháp xảy ra bạo động mãnh liệt lần này trận pháp bạo động trước thời hạn quân vô thần hít một hơi thật sâu rồi nói không phải năm tòa mà là sáu tòa trận pháp chỗ ta cũng có bạo động truyền đánh xuống dưới cho tất cả các thần tướng tiền bồn quy vị những trận pháp của thần tướng nào không có bạo động thì thần tướng đó lập tức tới giúp người khác bà bọn chúng dốc toàn lực ổn định trận pháp nếu ai dám có ý đồ gì trong thời điểm này ta sẽ cho sắp xếp thứ hạng thần tướng một lần nữa dù sao trong bí cảnh thiên bồn đâu phải chỉ một hai người chờ được làm thần tướng vâng thưa bôn chủ đền cụ xích tùng lập tức xuống dưới bố trí bên phía quân vô thần thì lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tiết triển lực lượng phong hỏa phong tỏa trận pháp còn lúc này ở đại la thiên sở hữu tuấn bảy ngày cuối cùng cũng củng cố lực lượng của bản thân hơn nữa sau khi bước vào võ tiên cảnh lên thẳng tới nhị trọng thiên bất được giai đoạn bế quan củng cố lực lượng nhưng lúc này sở hưu lại nhào mắt không ngừng đánh giá trận pháp trước mặt sau khi bước vào cảnh giới võ tiên mới coi như sở hưu có thể thật sự khống chế quy tắc cho nên y cũng càng nhạy cảm với loại diễn hóa lực lượng quy tắc hiện giờ y có thể cảm giác được ở phía đối diện của trận pháp có một chút biến hóa hình như trở nên mạnh mẽ hơn cứng cỏi hơn Trước đó, khi y tuyển hóa lực lượng, trận pháp dao động một chút, kết quả sau đó lại có một luồng lực lượng chặn dao động này lại. Hiển nhiên mọi chuyện đúng như suy đoán của y. Phía đối diện có người, hơn đợi chắc chắn tới 9 phần 10 là quân vô thần. Nhưng vấn đề hiện tại là, sở hữu làm sao xuyên qua trận pháp làm quân vô thần trọng thương. Trực tiếp dùng lực lượng tấn công trận pháp, làm vậy thì quá rõ ràng, chưa có thể làm quân vô thần với thực lực vượt xa y trọng thương được không nếu như kinh động đến đạo tôn thì được không bù đổi mất sở hưu vuốt cằm đột nhiên nghĩ ra điều gì y giơ tay ánh sáng vùng lên trên vòng tay lục đạo luân hồi chỉ trong trước mắt lực lượng nguyên thần mạnh liệt lan tràn theo trận pháp lực lượng sẽ khiến trận pháp bạo động nhưng lực lượng nguyên thần lại chỉ nhắm vào bản thân quân vô thần hơn nữa lần trước sở hưu cũng nhận được không ít tư liệu về quân vô thần ở chỗ thần tướng phản bội viết vô lệ quân vô thần tu tuyển lục đạo phủ đồ huyễn diệt hoa luân như phật mà không phải phật như ma mà không phải ma cũng phải đưa tâm cảnh bản thân vào ảo ảnh lục đạo luân hồi để rèn luyện nhưng loại ảo ảnh thi triển bằng lực lượng công pháp đơn thuần chủ động dẫn dắt tầm ma của bản thân làm sao có uy lực bằng ảo ảnh của vòng tay lục đạo luân hồi sở hữu chỉ hy vọng khoảng cách trong con đường đối hài thế giới này ngắn một chút nếu không lực lượng quyền thần của y sẽ không đủ dung bên phía thiền bồn quân vô thần truyền tất cả lực lượng vào trận pháp nguyên khí xung quanh thậm chí bị lực lượng quỷ tắc chèn ép thành một sợi tờ nhỏ sợi tầng nguyên khí bay lượn đầy trời định thu bộ trận pháp có vẻ cũ kỹ và rách rối kia ngay lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng kêu là thảm thiết của đền ngũ xích tùng quân vô thần sửng sốt quát lớn xảy ra chuyện gì vậy trận pháp bị hỏng sao đền ngũ xích tùng lớn tiếng nói quân chủ mau trốn đi Trung thần tú đánh vào thiên môn ta tất cả thần tướng đều không đỡ nổi một chiêu của hắn mau trốn đi quân vô thần đột nhiên biến sắc hắn vừa bước ra một bước lại lập tức ngừng chân nhìn đại điện ba minh cực kỳ quen thuộc kia hắn lạnh lùng nói yêu mà quỷ quái gì đây mau hiện thân cho bản tọa xem ngay lúc đệ ngũ xích tùng kêu cào quân vô thần thật sự cho rằng thiên bồn bị đánh phá nhưng đệ ngũ xích tùng lại nói là trung thần tú đánh tới cửa Lúc này Quân Vô Thần mới phản ứng lại, hóa ra là mình rơi vào ảo ảnh, vì Trung Thần Tú không thể đánh lên thiên bồn Tuy hắn không biết rốt cuộc Trung Thần Tú có căn cơ ra sao, nhưng hắn biết Trung Thần Tú tự có quy tắc làm việc của mình, chỉ cần ngươi không động tới quy tắc của hắn, hắn sẽ không xuất chiêu. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, không ai đáp lời Quân Vô Thần, nhưng một khắc sau, tất cả bắt đầu tiêu tán, thay vào đó là một không gian trắng xóa. Trong không gian này, lục đạo tuần chuyển thiên nhân đạo phủ hoa xa xỉ a tu la đạo giết chóc tan khốc nhân gian đạo thường sinh vuôn màu địa ngục đạo đau đớn vô tận ngạ quỷ đạo quái dị dữ tợn dục sinh đạo bất lực bất đắc dĩ tất cả đều hiện lên trước mặt quân vô thần quân vô thần thiếu mày hắn thậm chí không biết rốt cuộc mình xa vào nơi này như thế nào cách giải thích duy nhất là bên kia trận pháp có gì đó quái lạ trong khi dồn hết sức lực vào khôi phục trận pháp hắn đã bất trí bất giác xa vào ảo ảnh. Chẳng lẽ mình tàu hỏa nhập ma rồi? Lúc trước hắn tù luyện lục đạo phù đồ viễn diệt hoa tuân, từng chủ động dẫn dắt tâm ma, vận dụng lực lượng công pháp tạo ra lục đạo luân hồi, đưa tinh thần vào đó rèn luyện, cuối cùng mới đại thành công môn pháp công pháp này. Chẳng lẽ lục đạo luân hồi này cũng là tinh thần của hắn biến thành? Không để quần vô thần phản ứng lại, thân thể của hắn đã rơi vào xúc sinh đạo. Được quần vô thần vào xúc sinh đạo, không phải sở hữu cố tình sỉ nhục quân vô thần. Tuy y vào quân vô thần có tư thủ, nhưng lòng dạ sở hữu không nhỏ mọn như vậy, không dùng thủ đoạn nhàm chán này để sỉ nhục quân vô thần đâu. Xúc sinh đạo, đầu tiên là vì bản thân vòng tay lục đạo luân hồi, có trình tự sử dụng mạnh mẽ nhất. Lục trực sở hữu bị kéo vào ảo cảnh của yêu quỷ, đầu tiên y phải trải qua sục sinh đạo, sau đó là các đạo khác, cuối cùng mới đến nhân giàn đạo. Khi đó trong luân hồi thạch, yêu quỷ chỉ có bản năng, nhưng chính loại bản năng này mới là đào bới sơ hở trong lòng con người tới mức lớn nhất. Võ giả cảnh giới như sở hưu đều cực kỳ cao ngạo, cho dù bên ngoài không thể hiện, nhưng trong lòng cũng có lòng kiêu hãnh riêng, không thể chịu sỉ nhục. Đưa vào xúc sinh đạo đầu tiên chính là để kích thích lửa giận, sau đó trải qua năm đạo, đều có khác biệt. Nếu người chống cự được, cho trang ảo ảnh kết thúc, đây là lúc người buông lỏng nhất, nhưng thực ra đây là thời khắc nguy hiểm nhất trải qua vô số lần luân hồi của nhân gian đạo, ký ức khổng đầu truyền vào trong đầu, khiến cho người tâm trí không kiên định, dễ dàng đánh mất bản thân. Cứ tiếp tục như vậy, lúc trước sở hưu thiếu chút nữa không chống đỡ nổi. Lúc này quân vô thần cũng như vậy, khi luân hồi vào xúc sinh đạo, ánh mắt của hắn chỉ lộ vẻ giận dữ, sau đó trải qua năm đạo còn lại. Sắc mặt của quân vô thần không hề thay đổi. Mãi tới cuối cùng, nhân gian đạo bắt đầu luân hồi vô tận, rốt của quân vô thần cũng phải biến sắc trong lục đạo luân hồi nhân gian đạo đời đời luân hồi rốt cuộc kiến tâm cảnh như sắt thép của quân vô thần sinh ra rạn nứt có cảm giác khủng hoảng hắn không biết rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra không hiểu vì sao mình lại đi vào lục đạo luân hồi này đời đời kiếp kiếp luân hồi đều vô cùng chân thật đủ loại ký ức đủ loại tình cảm đánh thẳng vào tâm cảnh của hắn một đời hai đời cho đến chín đời mười đời đối mặt với từng đợt luân hồi như vậy tinh thần của quân vô thần đã kéo căng như sợi tơ mặc cho những ký ức kia sùng kích ra sao cũng không thể đánh phá hắn là quân vô thần là quân vô thần mạnh nhất trong các đời môn chủ của thiên môn Bởi vì thủy tổ sáng tạo ra thiên môn các môn chủ thiên môn đời sau không ai sánh được với hắn thường nghe cao thủ tịch mịch nhưng quân vô thần ở hạ giới không có mấy võ giả cung cấp lại có thể tu luyện tới nước này có thể thấy rốt cuộc tinh thần của hắn cứng cỏi tới cỡ nào nếu nói sở hữu chỉ găng gượng chống đỡ trong luân hồi, dựa vào ý chí của bản thân để đốn ngộ, vậy hiện giờ quân vô thần đã chỉ đơn thuần là chống cự. Lúc này đã luân hồi đến 20 lần, bên phía sở hữu đã không chịu nổi. Thật ra y không thể cảm giác rõ ràng trạng thái của quân vô thần, dù sao cũng là điều động lực lượng nguyên thần xuyên qua trận pháp, cho nên nguyên thần tiêu hào nhanh hơn so với y vận dụng vòng tay lục đạo luân hồi bình thường. Bây giờ đã tới cực hạn, mà tiếp tục như vậy, chưa biết nguyên thần của quân vô thần có sụp đổ không, biến phía y sẽ bị phản ngược lại. Tới lúc nguyên thần của bản thân sắp khô kiệt, sở hữu buộc phải thu hồi vòng tay lục đạo luân hồi. Tình hình bên phía đối diện ra sao chưa rõ, quân vô thần trải qua 20 lần luân hồi, rốt cuộc trạng thái của hắn như thế nào mình cũng không biết. Nhưng không sao, sở hữu vẫn đang cắm một cái đinh trong thiên môn, nếu lúc đó lại tìm hiểu tin tức là được còn lúc này ở hạ giới thì quần vô thần rời khỏi hai mươi lần luân hồi tinh thần hắn đã sao động trong lục đạo luân hồi mặc cho thực lực người có mạnh đến đầu đi chẳng nữa lực lượng nguyên thần có cường đại đến đâu cũng vô dụng thôi loài lực lượng này dính vào tâm cảnh của ngươi vào ý chí của ngươi tuy quần vô thần gắng cượng vượt qua nhưng tình trạng của hắn cũng không được tốt hơn nữa quan trọng nhất là lúc này hắn còn đang dốc toàn bộ lực lượng cung cấp cho trận pháp nhưng hiện tại, ý thức của hắn đang mơ hồ dần, còn bên viết sở hưu đang ngừng hấp thụ nguyên khí, trận pháp bạo động đã bình ổn. Cho nên lực lượng cường tụ trên trận pháp ở hạ giới thật ra đã bắt đầu lan tràn ra bên ngoài. Cảm nhận được chấn động lực lượng kia, lúc này quân vô thần mới khôi phục tinh thần nhưng đã muộn, chết tiệt. Ngay sau đó, lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát, quân vô thần trực tiếp bị sức nổ của trận pháp đánh văng ra khỏi đại điện của mình thậm chí toàn bộ trên dãy núi cồn luân phạm vi của thiên môn đều phát ra một tiếng động khổng lồ lập tức tạo thành tuyết lở lúc này các thần tướng khác đã ổn định bạo động trận pháp của mình thêm bộ dạng của quân vô thần ai nấy lập tức chạy tới xem xét tình huống khi bọn họ chứng kiến quân vô thần toàn thân đẫm máu đám người không ai có thể tin nổi nếu các bạn thấy câu chuyện này hay đừng quên bấm like bấm đăng ký kênh ủng hộ tuấn anh nhé xin chân thành cảm ơn